Xin chào tất cả anh em. Thì anh em có thể thấy hôm nay mình ngồi ở một cái vị trí nó đặc biệt. Chính vì thế thì một clip rất là đặc biệt. Thì tại vì mình cũng biết được một số anh em không có điều kiện nuôi chim bồ câu quy mô lớn á. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một clip để làm sao để đáp ứng nhu cầu của anh em. Đối với những anh em nuôi bồ câu mà nuôi trong hộ gia đình á, nuôi phục vụ ăn uống á, thì hôm nay mình sẽ có những cái lưu ý để anh em nuôi làm sao cho nó hiệu quả. Thì đây là một cái lồng bồ câu anh em nhé. Anh em đây là lồng bồ câu. Thì ở trong này thì mình cũng để sẵn một cặp bồ câu cho anh em cho nó dễ hình dung. Đối với những anh em mà khi mà nuôi chim mới mua chim bồ câu về thì anh em có những cái anh em phải có những cái lưu ý. Thứ nhất là anh em phải hiểu được cái tập tính của con chim bồ câu đó là khi mình mua nó về anh em thì cơ bản như là cái nhất là nó đã khác cái điều kiện khí hậu, môi trường sống và cái tổ của nó, thì anh em phải làm sao phải có những cái gọi là cái cách làm á để nó dễ thích nghi nhất. Thì mình nuôi bồ câu cũng rất là nhiều rồi, anh em xem kênh của mình anh em cũng quá hiểu kênh nông dân làm giàu của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để cho anh em mà khi mà mới nuôi á, thì nó không có bỡ ngỡ và làm sao để con chim bồ câu nó nhanh đẻ nhất. Thì anh em có thể thấy đây là cái lồng nhá, trong có một cặp bồ câu, đây là cái cửa lên xuống anh em nhé. Đây là máng ăn anh em ạ. Nói chung là tất cả lồng hoặc là máng ăn hoặc phụ kiện này là ở trại mình là sản xuất hết, là mình là một địa điểm cung cấp vừa giống, nói chung là tất cả các thiết bị phục vụ cho chăn nuôi. Đây là máng ăn anh em ạ. Thì các bạn anh em khi mà con chim bồ câu á thì anh em sẽ gắn nó một ở cái, nhất là đừng có gắn cao quá anh em nhé. Gắn cao quá thì chắc chắn là chim bồ câu nó không ăn được anh em ạ. Anh em gắn thấp thôi để chim bồ câu nó còn ăn. Đấy, mình để máng ăn ở đây. Đây là máng nước tự động anh em nhé. Đây là máng nước tự động này. Mình sẽ gắn ngược bên so với cái máng ăn. Đây, mình sẽ gắn ở bên này luôn. Rồi, đây là cái máng nước cho chim bồ câu nhé. Anh em phải có hiểu tại sao là mình lắp một bên là máng ăn, một bên là máng nước không? Tại vì đây là máng ăn thì sẽ có cám, bắp, gạo lứt và có thêm lúa mạch nữa. Thì tại vì nó là một hỗn hợp thức ăn có cám nữa, thì nếu mà anh em để nước ấy văng vào đây thì nó sẽ bị cám, nó sẽ bị ướt, và khi mà chim bồ câu nó ăn không hết ấy, thì nó sẽ sinh bệnh. Chim bồ câu nó có một cái vấn đề là nó khi nguồn bệnh lây ấy, là chỉ bắt đầu từ nguồn thức ăn không sạch anh em ạ. Chứ chim bồ câu titan thái siêu thịt ở trại của mình cung cấp là không hề có bệnh, không bao giờ có bệnh, em không chết. Nên là nhiều khi anh em hỏi là chim bồ câu có phải tiêm hay là cho uống thuốc không, thì là mà không anh em ạ. Khi mà mình ra chim cho khách hàng, chim bồ câu của mình là luôn khỏe khoắn. Nhưng mà khi anh em phải đảm bảo về là phải để ý đến cái nguồn thức ăn. Chim bồ câu chỉ bị bệnh khi là nó ăn phải những cái thức ăn, ví dụ là bắp chẳng hạn. Bắp anh em ạ. Anh em mua ở ngoài những cái đại lý á, chắc chắn có một cái mà anh em phải lưu ý, đó là nó, tại vì nó hay, nó phải bảo quản mà, thì nó bảo quản bằng những cái chống mọt, chống mốc á. Thì cơ bản như là khi mà mình mua bắp ở đó về cho chim bồ câu ăn thì nó sẽ bị bệnh. Và cái bệnh mà nghiêm trọng nhất đó là nó bị nấm diều. Nó khi mà ví dụ là nó ăn á, thì nó sẽ có một khoảng thời gian đó là nó cái con vi khuẩn á, nó vô trong á, thì nó không phát bệnh liền đâu anh em ạ. Nó phải trải qua một cái quá trình nó tấn công con chim ở bên trong cái vòng họng diều của nó nữa. Khi mà nó khởi phát ra ngoài thì nó, cái biểu hiện dễ nhất là nó bị lở loét mồm nha, lở loét mồm. Và nó kiểu như là có nhiều con có mủ nữa. Mình đi một số những cái nơi mà anh em điện cho mình chim mà bị bệnh nhờ mình hỗ trợ, thì khi mà mình xuống đó là nó lở loét mồm này, rồi chim bồ câu nó có mủ nữa. Đối với những con mà còn khả năng cứu chữa khi mà khởi phát rồi thì rất là khó chữa trị anh em ạ, nên anh em phải lưu ý. Thế là nguồn bắp anh em nhé.
Và để chắc ăn nhất á, thì anh em khi mà anh em mua bắp về á, thì anh em ngâm nó nhá. Anh em ngâm nó ở trong nước á. Thì clip trước mình cũng làm về cái nguồn bắp cho chim mực câu ăn rồi. Mình ngâm có khoảng nếu mà cẩn thận thì anh em ngâm một ngày. Sau đó anh em phơi nắng rồi anh em ạ. Anh em để ráo nước nhá, để ráo nước nó đi. Anh em nào mà kỹ nữa thì anh em vo đi anh em. Thay nước liên tục thì con chim mực câu ăn nó mới đảm bảo được. Chứ không nhiều khi anh em mua, thứ nhất là mua bắp này, anh em mua lúa mạch, lúa mì ở đâu về ấy, mà nó ngâm bằng thuốc ấy, thì chim mực câu ăn này chỉ có bị bệnh. Con nào mà khỏe khoắn thì nó có thể vượt qua được, còn những con nào nó yếu thì nó sẽ ra đi liền anh em ạ. Đây là máng ăn, đây là nước, đây là dây anh em nhé, đây là hệ thống dây để cắm vào cái hệ thống nước tự động anh em này, anh em nó cắm vào đây này, anh em cắm chạy dài lên trên cái chỗ mà anh em để cái thùng nước chính nhá, thì nó sẽ nhảy nước nhỏ vào đây, nó đầy cái này nó sẽ ngưng lại nhá, nó đầy cái hệ thống nước tự động này này, nó đầy nước này cái là nó sẽ dừng, và khi con chim bồ câu á nó uống và vơi đi thì nó lại chảy xuống tiếp. Nên là nó có một cái hay, đó là lượng nước ở bên trong nó không có nhiều quá và nó không có khả năng gây bệnh. Chứ nhiều anh em mua những cái máng ăn này về để nước vào luôn, để nước vào cho nó uống luôn. Nhiều người bảo tiện, chim bồ câu làm gì một ngày uống hết bao nhiêu nước. Nhưng mà có một cái đó là khi mà chim bồ câu nó ăn cám xong á, tại vì miệng với mỏ nó thì nó dính cám rất là nhiều, nó uống nước một cái mà lênh láng nước này anh em này, lênh láng nước cái này thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ tích tụ bệnh ở bên trong. Vì anh em nuôi á, thì anh em nuôi ở nhà thì đôi khi nó chim một con nó không bị bệnh rất là ok, mà đối với những anh em mà nuôi mô hình công nghiệp thì anh em nên lưu ý những cái đấy. Tại vì chim bồ câu á thì nó có thể nói á, là nó là một cái nguồn thực phẩm rất là dồi dào chất dinh dưỡng. Một con chim bồ câu ra ràng anh em ăn có thể bằng hai con gà anh em ạ, so với chất dinh dưỡng đấy. Trên thị trường hiện nay thì bồ câu ra ràng thì được tiêu thụ rất là mạnh. Ở trại mình là không đủ để cung cấp chim bồ câu ra ràng luôn mà anh em, hệ thống trại của mình nhá. Thì mình cũng để mà hỗ trợ anh em bước đầu nuôi chim bồ câu thì ở trại của mình, như mình chia sẻ rất là nhiều rồi, là mình hỗ trợ đầu ra cho anh em, mình bao sản phẩm, bao đầu ra cho anh em. Có nghĩa là anh em cứ nuôi đi thì mình sẽ lo cái nguồn đầu ra cho anh em. Thì nhìn chung là khi mà anh em bắt một cặp bồ câu về thì anh em phải lựa cho nó một cái chuồng, một cái gọi là một cái ngôi nhà của nó đi. Thì trong cái ngôi nhà đó thì cần có những cái gì? À, mình còn thiếu một cái rổ đẻ nữa anh em nhé. Mình còn thiếu một cái rổ đẻ thì mình sẽ đi kiếm một cái rổ đẻ để cho anh em xem nhé. Đây anh em, đây là cái rổ đẻ anh em ạ. Cái rổ đẻ này cũng siêu bền đấy nhá, anh em nhìn này, nhưng mà nó siêu bền đấy, không gãy anh em ạ, rất mềm. Rổ đẻ thì mình sẽ đặt vào trong này luôn anh em nhá, mình sẽ đặt vào trong này luôn. Có một cái lưu ý đó là anh em phải để nó cao đây anh em nhá, anh em phải để nó cao vừa phải trên đây nhá, khoảng 15 cm á, chứ anh em đừng có để cao quá, cũng không được để tịt đất luôn, anh em phải đính nó vào đây đó, anh em đính nó vào đây này. Thì khi mà anh em mua cái rổ đẻ này phải chuẩn bị sọc anh em ạ, nên mình còn một kịp là nó không bay đâu. Thì rổ đẻ anh em để đây, đính lên cao đây khoảng 15 cm anh em ạ, 15-20 cm, chứ đừng để cao quá nó không đẻ anh em ạ. Có một cái đấy nha, lưu ý, đặc biệt lưu ý đó là để rổ cao quá thì nó không đẻ,
Tại vì nhiều anh em khi mà nuôi ở nhà, anh em cứ thích đó là ở khoảng không ở dưới thì nó tạo điều kiện cho con chim bồ câu nó nhảy nhót ấy. Nhưng mà không phải, nếu mà anh em để cao quá mà chừa vào không dưới, tại vì nó tập tính của bồ câu và nó khác những dòng khác, nó là không để thấp quá nó không để anh em ạ. Nên anh em phải để vừa phải nhé. Tại vì nhiều các anh em gọi điện hỏi mình đó là nuôi bồ câu sao mãi không thấy đẻ. Tại vì chim bồ câu khoảng 5 đến 6 tháng tuổi là bắt đầu bà đẻ rồi. Nhưng nhiều anh em nuôi khoảng 7 8 tháng tuổi không thấy đẻ. Thì có gọi điện hỏi mình thì mình có yêu cầu là chụp cái tấm hình qua cho mình xem nó đẻ như nào, thì làm chót vót ở trên. Chót vót ở trên không bao giờ đẻ được anh em ạ. Đối với những cái mô hình mà nuôi trong lồng này này thì anh em phải lưu ý đó là cái độ đẻ cho nó. Thì nhìn chung là nuôi chim bồ câu ở nhà thì nó cũng không có gì phức tạp lắm. Nhưng mà anh em phải lưu ý những cái điều hết sức cơ bản. Đó là lồng, một ngôi nhà cho nó, rồi máng ăn, rồi hệ thống nước tự động, rồi dây để kết nối với nguồn nước và máng đẻ anh em nhé. Và có một cái đặc biệt đó là cái môi trường xung quanh của nó, anh em đừng có để kín quá. Để kín quá thì chim bồ câu nó hay bị nóng ấy. Bị nóng mà nhiều khi nó nổi đậu. Nổi đậu anh em nhé. Với có một cái nữa là đối với những anh em mà nuôi chim bồ câu mà hộ gia đình ở nhà vùng nông thôn á, có một cái đó là cái vệ sinh cái môi trường xung quanh của nó để tránh muỗi anh em nhé. Muỗi đốt chim bồ câu thì nó sẽ nổi đậu, nổi đậu ở những cái vùng mà bị muỗi đốt. Tại vì nhiều anh em cũng rất là khó hiểu trong cái việc mà chim bồ câu mà khi mà anh em mua về rất là đẹp, rất là mạnh khỏe, nhưng mà nuôi một thời gian ở nhà thì nó bị nổi hột ở vùng mắt, đặc biệt là mắt, ở chân này, thì mình biết liền. Mình hỏi là ở cái vùng đó nó trũng thấp hay không thì bảo à có, thì mình sẽ bảo họ là muỗi chích chim bồ câu thì nó sẽ xảy ra tình trạng đó, và sau đó thì người ta dọn dẹp, người ta phát quang thì chim bồ câu rất là phát triển anh em ạ. Thì có những cái đặc điểm lưu ý như vậy. Nói chung là cái kênh nông dân làm giàu của mình á, thì mình luôn có một cái tiêu chí đó là làm sao có thể cung cấp những cái nguồn nội dung hay này, thông tin hấp dẫn để anh em theo dõi, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm cực kỳ hữu ích cho anh em nuôi chim bồ câu sao cho hiệu quả. Đây hai cặp bồ câu này thì tầm khoảng hơn 2 tháng tuổi anh em ạ. Gần 3 tháng tuổi đấy, là chim bồ câu giống đấy. Đấy, thì anh em cũng xem video ở trại mình thì anh em cũng biết rồi, cái là nguồn chim bồ câu ở trại mình là cực kỳ, đó là chất lượng. Mình cũng hỗ trợ rất là nhiều những anh em khác khởi nghiệp rồi, thì nhân đây thì mình cũng hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video sắp tới, vì mình cũng làm một số những cái dự án sắp tới rồi, mình chuẩn bị bung hàng cho anh em theo dõi, cái gì anh em xem ủng hộ mình nhé. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.